Nói tóm lại gia đình mình cũng còn khổ lắm các bạn ơi, chưa có gì còn thiếu nợ đại lý thức ăn nữa. Mong các bạn hãy ủng hộ kênh ủng hộ YouTube của mình để mình có để chi có phí để tiền trả cho đại lý thức ăn, và mình sẽ có làm YouTube mà có điều kiện dư giả nữa thì mình sẽ làm từ thiện tiếp, giống như cái phần mà lúc trước mình từ thiện ngoài biển khơi nha. Cảm Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì tôm đã bể nhưng mà dính được 5 con cua, thì bán hết 4 con, 4 con cua y, chừa lên con cua gạch ăn nha các bạn. Chơi sang cua gạch là để lần này là để ăn chứ không có bán nữa. Tại vì cua gạch này nghe cha mình nói là gạch son đầy luôn, có nghĩa là nó lòi ra tới ngoài này luôn nè các bạn. Đó. Các bạn gạch hơi nhẹ ra thôi là các bạn đã thấy rồi. Nó gạch như vậy là gạch son nha các bạn. Chứ bình thường đó là người ta phải đút hơi sâu sâu vô vậy nè, dạch cái mới thấy rõ ràng hơn nha. Đó, như vậy là con cua gạch son đầy nhóc luôn nha. Cua gạch son. Và hôm nay á, cha mình sẽ trổ tài là một món cua gạch son này nướng, mà không biết nướng theo cách như thế nào á, đó mình cũng không biết nha. Mình thấy cha mình chuẩn bị như thế này nè, có mấy cái này gọi là gì ta, bắp chuối, chuối bắp chuối, rồi cái này là dây chì nè, không biết cha mình làm gì nữa. Giờ chúng ta sẽ quan sát nha. ta có giấy bạc với đồ thì người ta ướp giấy bạc ta nướng, mình trong đồng quê không có giấy bạc mua được cũng khó khăn. Giờ mình chế mình lấy cái bẹ bắp chuối, cái mình bỏ con cua vô gì đây, cái mình rớp lại, mình nướng kiểu kiểu à người như ta là gọi cái gì à? người Quắn giấy ta bạc, quấn giấy bạc, mình ở trong đồng quê giấy quấn bạc hơi bắp hiếm, chuối, quấn bắp chuối. mình giờ quấn bẹ chuối, bẹ bắp chuối. Ồ, cách nướng lạ nha, cái này chắc là gì cha truyền con nói không? Dạ. Biết đâu chuyện lạ lùng. Đó, ông nội có chuyện cho cha không? Chưa, cái này mới sáng tác. Về đó đi ra biển chỗ nào có chuối rồi chơi kiểu nướng kiểu gì đó, ngày xưa đâu có nồi đâu, ai làm kiểu này dám chừng cái bắp chuối này nó có nước nè, nó ra nước chín không nghèo. Trăm trăm chín, hãy chờ đón kết quả các bạn ơi, gói như đòn bánh tét vậy các bạn. Thế thì cha mình đã gói xong rồi các bạn, cái này nhìn vô có ai biết trong đây có con cua đâu trời, thật là lạ lùng quá đi. À, bây giờ thì nướng trên cái dĩ lâu quá các bạn ơi, giờ cha mình để xuống dưới này nướng luôn cho nó mau nha. Khô rồi nè, khô bẻ nó sẽ chín này nè, Vậy là giờ các chưa bạn chín. thấy nè, là nó chín này nè, là nó gạch xong nè, lòng ra trong này gạch xong không nè. Ôi da, quá đã quá thơm luôn rồi, thơm nghe không? Thơm mùi cua nướng rồi nghe không? Nhìn đã quá các bạn nó luôn vừa rồi. chín rồi đó, mình sẽ gấp ra. Không, Ủa để vậy luôn hả? Không bỏ gỡ, dĩa gỡ lá lên chuối hả? hãy gỡ Ờ biết này cũng gỡ luôn được hả? Tính đâu để vậy luôn chứ. Bây giờ mình sẽ tách cái phần mu ở trên đây ra nè các bạn, gạch nó sẽ dính trên đây luôn nè, tách từ từ nè, lột như lột gì trứng 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 gì ta, lột lột trứng vịt đó các bạn, thấy không, nhìn mê ly liền à. Nó giống như là con cua gạch đầy như thế đó, giống như là con cua hai da vậy đó các bạn. Bây giờ chỉ là thưởng thức thôi chứ biết làm gì nữa. Gạch nè các bạn, gạch son không nè ha. Bây giờ mình sẽ tách ra cho các bạn xem thử nha. Đó. Đó, gạch không, là nhóc vậy luôn nha các bạn.
Giờ mình mời cha mình ăn trước thôi các bạn ơi. Cha mình đang ăn cái càng nhỏ các bạn. Càng cua nè. Các bạn ăn không? Vừa ăn. Thịt nè, càng tươi ha. Thơm quá bà con ơi. Cách mua, cách nướng kiểu này khá là hay và độc đáo nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhấn vào đăng ký chuông để ủng hộ kênh mình nha. Để cha mình lần sau nó coi có tiệc chiêu gì không, nó làm ăn nha các bạn. Là nó không có phép. Cảm giác cua nướng muối này thấy sao em? Ngon. Ngon không? Vị nó hơi mặn mặn vừa ăn. Cha nướng kiểu này thành công hơn của mình nướng đợt đó hả? Ừ. Đợt đó gì? Sình. Nó ăn không được. Sình muối gì tùm lum hết chứ. Trời nút tay luôn hả? ngon quá nút tay luôn. Ghê. Khi nướng con cua rồi gạch nó như thế này nè, nó nhìn rất là đẹp nha các bạn. Lọt ra. Sao bằng thấy không? Ngắt luôn. Ngon quá ha. Cái con cua nướng gỡ nó khó hơn cái con cua mình luộc. Gì hả? Nhìn hấp dẫn quá ha các bạn. Để mình nướng cái thịt nó dẻ rồi nó không có nước á, bám rút nước vô trong cái vỏ cua. Bởi vì gỡ khó gỡ. Nhưng mà tách cái kiểu này nhìn thấy đã ha. Cua thịt mà gạch đầy á mới dễ ấy nè. Kiểu có cục gạch rồi kìa. Ăn cái này phải có muối ớt chanh là ngon nhất nha các bạn. Ủa không đem bia rượu gì ra uống hả ta? Mẹ mình nãy giờ đi làm công chuyện đó các bạn, không có ra ăn được cua, bây giờ mẹ mình ra ăn nè. Bả nghe nướng cái mùi thơm, bả đi lội về liền. Nè, coi gạch nè, gạch cua nướng nè, bữa nay ăn thử ai? Đem mình ăn thử nè, cho ngon nha các bạn. Thử thôi. Yeah. Gạch này ngon dữ, chấm thử. Ngon. Nướng thì ăn cũng ngon. Thiệt lòng không hay là dối lòng hả ngà? Ngon thiệt mà nướng vậy đây ăn ngon. Đố ai nướng? Không biết ai nướng, mình tự giờ đi đâu mình đi về giờ ăn. Vô cái vô. Hai là chồng nhậu luôn à. Nhậu luôn. Tắt nguyên cục gạch bự rồi. Cục gạch này ngon được chưa? Cái này mình ăn cục gạch đặc đi, còn cái này để đây ai ăn. Ngon quá. Ngon không? Ngon. Có một cái vú cái chỗ như ấy phải lại bỏ nọ, cái này ăn mạnh ngon. Mời tất cả các bạn uống với mình một ly bia nha. Nãy giờ toàn quay cha mình không mà cha mình không có mời các bạn nha các bạn. Quên nha.
quên mời thôi, giờ mình mời nào vô nè các bạn ơi. Vô. Trời ơi, hình chiếc xe luôn rồi, không biết vô. Nào có tiền mua được chiếc xe gì chạy ra. Trời ơi, từ từ mình vô bia rồi, đầu mình có tiền mình uống mua chiếc xe luôn. Ủa, uống bia nghèo thấy bà, tiền đâu mua trời xe. Trời có phải, tiền mới phải kêu là mọi người ủng hộ kênh của mình đi, đặng kênh mình phát triển lên, mình có tiền mua xe. Để nè, mời nè, các bạn đi, mời uống bia rồi xe rồi này, mua nướng nè. Xe này mắc, từ từ rồi xe này mắc tiền lắm các bạn ơi, chắc mua được xe đồ chơi thôi à. Vô. 1, 2, 3, vô. Vô. Đây, có này các bạn. Cái này là cái yếm nè. Đó, để dành lại cho mình nè. Ra mình để dành nha các bạn. Đây thì cái phần giống như là thịt chứ không phải là gạch nha. Ui, cái này còn dữ nữa nè. Đó các bạn. Ồ, quá trời luôn ha. Quá trời quá đắt luôn. Mình lấy cục gạch cho các bạn xem nè. Người ta nói ăn bốc gì nó ngon. Mà quả thật là ăn bốc ngon thiệt nha các bạn. Đó, cục gạch nè. Nướng đâu mà ngon quá. Nướng đầy cho nướng đâu. Rửa pha luôn. À giờ mình thưởng thức cái này nha. Mời giá khách. Các bạn muốn ăn cua nướng á thì hãy lựa những con cua mà gặp đầy như mình nói á nha, là ăn mới ngon nha. Mời mọi người nha. Cái gạch nó cũng ngon. Chấm. Ngon lắm các bạn ơi. Đây là lần đầu tiên mình ăn luôn á nha. Cua nướng như thế này đúng không? Cua nướng là đợt trước có hai vợ chồng mình làm á, thất bại các bạn ơi, thất bại thảm hại luôn nè. Để vô đây nè, cái vỏ tự nhiên đi bỏ ra ngoài, người đây. Người chồng người nhón. Thôi, vỏ bọc. Ngon quá các bạn ơi. Phê tới ốc o luôn. Giết nè, ăn hết rồi. Ăn biết. Nói tóm lại là gia đình mình cũng còn khổ lắm các bạn ơi. Chưa có còn thiếu nợ đại lý thức ăn nữa, mong các bạn hãy ủng hộ kênh YouTube của mình để mình có chi phí để trả cho đại lý thức ăn, và mình sẽ có làm YouTube mà có điều kiện dư giả nữa thì mình sẽ làm từ thiện tiếp, giống như cái phần mà lúc trước mình từ thiện ngoài biển khơi nha. Cái lúc đó mình chỉ là lần đầu tiên mình lãnh được tiền YouTube, cho nên mình chỉ có nói chung á, mình làm từ thiện là xuất phát tự tâm thôi. Cái số nhiều hay số ít thì nó không quan trọng, nhưng mà cái tâm mình mong muốn làm từ thiện như vậy thôi. Thì mình rất mong các bạn hãy ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Hãy nhớ nhấn vào đăng ký, like và chuông để ủng hộ kênh mình nha các bạn. Con mình... tôi nó làm YouTube vậy ra giờ ăn mừng bể tôm mà lại có cua gạch ăn nướng. Nhưng mà bây giờ thiếu tiền thức ăn của công ty nên bây giờ không có đủ tiền để trả. Thì các bạn coi cái kênh này thì ủng hộ cho con trai tôi để có số tiền. Nhưng mà nhiều ít gì không biết, đang trả cho một mớ. Chứ giờ cũng đang khổ quá các bạn, ước mơ tôm xuống chúng nhưng mà không ngờ nó lại bể. Bữa nay mình ăn mừng con cua nướng nhà để cho các bạn thấy đó. Thì nhớ like và ủng hộ cho cha tôi, tôi rất cảm ơn nhà các bạn. Đây, nhưng mà con cua này nếu mà các bạn còn muốn ăn á thì tôi chỉ á là mua con cua gạch ăn á, bóp cái yếm nó cứng á là không có bao giờ mà bị lầm. Cua y thì cũng vậy mà cua gạch cũng vẫn vậy luôn. Thì các bạn muốn ăn là phải vô các bạn ơi. Thì vô các bạn ơi. Thì hy vọng các bạn có thể ủng hộ kênh mình nha. Kênh cha tôi. 1, 2, 3 vô. Đó, nhưng mà giờ vui là chính các bạn ơi. Thì vui mới có sức khỏe để làm được, có đồng tiền để trả nợ nha. Vui mới có sức khỏe. Nghĩ rồi. Đâu có hả? Bia nhờ bia người ta tặng nữa. Bây giờ tôi tặng chứ cũng không có tiền. Con trà Vinh Quê em tặng nè. Và thôi, video của mình đến đây sẽ kết thúc nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chuông, đăng ký kênh để ủng hộ gia đình mình nha các bạn. Và thôi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Bye bye. Đây.